Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay sẽ có các tin chính sau đây. Khai mạc lễ hội truyền thống đền A Sào năm 2016 và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cần xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống đối, không bàn giao mặt bằng tại dự án đường 39B. Những vấn đề trong hoạt động kinh doanh ga trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Đền Bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, UBND huyện đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội truyền thống Đền A Sào năm 2016. Về dự lễ dâng hương cắt băng khánh thành khu phủ đệ thuộc khu di tích lịch sử văn hóa Đình Đền Bến Tượng A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, các cục vụ ban ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận. Về phía tỉnh Thái Bình, có đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân qua các thời kỳ. Sau lễ dâng hương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khánh thành khu phủ đệ thuộc khu di tích đền A Sào, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ. Khu di tích lịch sử văn hóa Đình Đền Bến Tượng A Sào được sử sách lưu truyền khi voi chiến của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sa lầy ở bến A Sào trên sông Hóa trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba. Nơi đây gắn liền với câu nói bất hủ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn: "Nếu trận này không thắng, ta thề không về bến sông này." Lời thề đã đi vào lịch sử, thể hiện tinh thần và ý chí quyết thắng quân xâm lược của quân dân nhà Trần. Sau ngày toàn thắng, bến sông nơi voi trận sa lầy được nhân dân gọi là Bến Tượng. Dân làng A Sào đã lập sinh từ thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Năm 2014, quần thể di tích đền A Sào được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đã trao quyết định ghi danh lễ hội đền A Sào vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ nhân dân tỉnh Thái Bình, đặc biệt là huyện Quỳnh Phụ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của nhiều lễ hội văn hóa phi vật thể, đặc biệt là lễ hội đền A Sào. Đề nghị tỉnh Thái Bình xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản lễ hội trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Thái Bình cần tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch di tích, hoàn thiện hạ tầng giao thông, bến bãi nơi ăn nghỉ sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu đi lại và tham quan khu di tích của người dân và du khách thập phương. Sau khi công bố quyết định, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đánh trống khai hội đền A Sào năm 2016. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật A Sào Linh Ứng với những màn hát múa sử thi ca ngợi mảnh đất và con người Quỳnh Phụ, cũng như thể hiện ý chí cuột cường của dân tộc Việt Nam trong chống kẻ thù xâm lăng. Thưa quý vị và các bạn, với sự chuẩn bị chu đáo và tấm lòng hiếu khách của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã tạo nên thành công cho lễ hội đền A Sào, qua đó để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng du khách thập phương. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 17 nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, báo cáo đề xuất dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang khu tập thể 4, 5 tầng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình; báo cáo đề xuất hỗ trợ xi măng xây dựng nông thôn mới đối với công trình nhóm 1 trong năm 2016; báo cáo tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo sửa đổi bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ cấp huyện và tương đương,
tiêu chí chấm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ cấp huyện và tương đương. Báo cáo đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945. Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, thống nhất chủ trương đồng ý triển khai dự án xây dựng chỉnh trang khu tập thể 4 5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Tây Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Diện tích triển khai dự án giới hạn bởi mép trong vỉa hè các tuyến phố và khu dân cư hiện có. Mật độ xây dựng phù hợp, khai thác tối đa giá trị quỹ đất hiện có. Suất đầu tư xây dựng nhà tái định cư theo quy chuẩn của nhà ở xã hội. Về cơ chế chính sách, thống nhất hỗ trợ diện tích căn hộ tái định cư bằng diện tích các hộ dân đang ở và văn phòng của hai công ty để trả cho nhà đầu tư. Hỗ trợ tiền thuê văn phòng cho hai doanh nghiệp trong quá trình thi công xây dựng. Hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng di chuyển các hộ dân theo quyết định số 1203 ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hỗ trợ hạ tầng dùng chung cho khu tái định cư. Đối với diện tích trong khu nhà tái định cư tăng vượt lên so với diện tích phải trả cho các hộ và hai văn phòng thì nhà đầu tư được khai thác theo quy định của pháp luật. Sau khi giải phóng mặt bằng xong, tiến hành giao đất dự án BT và đất đối ứng đồng thời. Giá đất đối ứng là giá của thị trường ở khu vực tại thời điểm giao đất. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành tham mưu phê duyệt về quy hoạch, kiến trúc, đảm bảo cảnh quan đẹp, văn minh hiện đại. Đồng ý trong năm 2016 mua thêm 300.000 tấn xi măng để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Ban tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tiêu chí chấm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ cấp huyện và tương đương để ban hành, triển khai thực hiện. Thống nhất ban hành quy định tạm thời về đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ cấp huyện và tương đương để triển khai thực hiện, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm và sửa đổi lại quy định cho sát hợp. Cũng tại kỳ họp, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến báo cáo đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, một số nội dung công tác cán bộ, thực hiện quy trình tuyển chọn cán bộ. Sau đây là thông báo một số nội dung về công tác cán bộ. Tại kỳ họp ngày 21 tháng 9 năm 2016, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị. 1. Giới thiệu đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 2. Điều động đồng chí Nguyễn Văn Lịch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. 3. Đồng ý điều động đồng chí Hoàng Văn Thiệp, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vũ Thư đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở. 4. Đồng ý điều động đồng chí Lê Văn Thế, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đến nhận công tác tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban. 5. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thị Lý, Trưởng phòng Bộ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. 6. Đồng ý bổ nhiệm đồng chí Thái Thị Thu Hường, Trưởng phòng Ngân sách Nhà nước Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. 7. Chỉ định đồng chí Phạm Xuân Biền, Trưởng phòng Lý luận Chính trị Lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, Ban thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ. Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đi kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số xã ở huyện Hưng Hà. Qua đi kiểm tra thực tế tại các thôn làng trong huyện Hưng Hà, đoàn công tác của tỉnh đánh giá việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được các địa phương thực hiện tốt. Nhân dân đã thực hiện quyền giám sát đối với các nội dung phải công khai để nhân dân biết, nhân dân bàn và quyết định trực tiếp. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy Đảng chính quyền trong huyện Hưng Hà tiếp tục phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, công khai minh bạch chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, đến cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường đối thoại với công dân, thực hiện thi hành luật tiếp công dân, đổi mới tiếp công dân, tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, thực hiện dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính công của huyện. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh kiểm tra hoạt động tín dụng tại huyện Đông Hưng.
đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra tình hình hoạt động của Ban giảm nghèo xã Hoa Nam, huyện Đông Hưng. Đến nay, 404 hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Hoa Nam đang được vay vốn ưu đãi của chính phủ với tổng dư nợ gần 8 tỷ đồng. Tổng số dư gửi tiền tiết kiệm 207,9 triệu đồng với 285 hộ tham gia, không có nợ quá hạn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban giảm nghèo xã Hoa Nam phải thực hiện bình xét cho vay đúng đối tượng, chú trọng công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở, tổ chức báo cáo thường kỳ để nắm vững tình hình hoạt động cho vay vốn giải ngân đạt hiệu quả cao. Trực tiếp đến kiểm tra động viên các hộ vay vốn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các hộ vay vốn sử dụng đồng vốn có hiệu quả trong phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình thời sự trước, trong khi đa số các hộ dân đồng thuận tạo điều kiện để nhà thầu thi công sớm hoàn thành tuyến đường 39B, thì vẫn còn 13 hộ dân xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy cố tình chống đối, không chịu giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công dự án. Các cấp các ngành cần có những biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ý chống đối. Sự chống đối của 13 hộ dân ở đây đang làm chậm tiến độ của dự án, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cả khu vực, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân nơi có tuyến đường đi qua. Những hộ cố tình chống đối đề nghị các cấp, đặc biệt là tỉnh, huyện và các cái cấp chúng ta làm dứt điểm, dùng biện pháp nhà nước cần thiết là phải cưỡng chế để bàn giao mặt bằng để thông tuyến đường 39 từ thị trấn Diêm Điền đến thị trấn Thanh Nê. Tôi nghĩ nếu mà ai mà cố tình chống đối thì bây giờ cứ căn cứ pháp luật, căn cứ vào cái vấn đề tình hình pháp luật để mà ta thi hành thôi. Bây giờ đền bù đã tính toán theo vấn đề có chung của địa phương rồi, của nhà nước rồi. Cho nên bây giờ anh không cố tình thì bây giờ nhà nước phải có chính quyền trong tay, phải có pháp luật, phải có xử lý chứ, sao đây thua được. Ngoài việc ngăn cản, không bàn giao mặt bằng, một số hộ dân còn ngang nhiên lập hàng rào, căng băng rôn, biển chữ, di ảnh của người đã khuất tại các vị trí thuộc diện giải phóng mặt bằng. Tất cả các cái hồ sơ đấy đã được các ban ngành của huyện và của các sở ngành của tỉnh thẩm định lại, và công an huyện chúng tôi cũng là phối hợp với công an tỉnh để mà xem xét kiểm tra lại, thẩm định lại hồ sơ này lần cuối cùng. Sau khi thẩm định có kết quả và cũng mời 13 hộ dân này lên để trả lời cái kết quả mà qua vấn đề thẩm định, nhưng 13 hộ dân này hiện nay người ta không chịu bàn giao mặt bằng. Tôi cho là cái việc mà cố tình như này là vi phạm pháp luật. Nếu chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động mà vẫn cứ không chấp hành thì cái việc ấy là tôi cho là cái việc mà thực hiện cái biện pháp cưỡng chế là cần thiết. Ủy ban huyện đã nhiều lần làm việc cụ thể với từng hộ gia đình một để rà soát lại nguồn gốc đất rồi phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Ngày 31 tháng 8 vừa rồi thì ủy ban huyện cùng với các sở ngành của tỉnh đã tổ chức đối thoại. Tuy nhiên đến nay 13 hộ vẫn cố tình không chấp hành và có những cái biểu hiện rồi có những cái hành vi chống đối. Trong khi gần 2.000 hộ dân nghiêm túc chấp hành thì chỉ vì 13 hộ thuộc xã Thái Thọ chống đối khiến dự án chưa thể hoàn thành. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng đến nay các hộ này vẫn cố tình chống đối, chưa bàn giao mặt bằng. Không thể để con sâu làm rầu nồi canh chỉ vì một vài người mà ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Ủy ban huyện sẽ thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban tỉnh, phối hợp với công an tỉnh và các ngành của tỉnh sẽ tiến hành thực hiện việc cưỡng chế và bảo vệ thi công. Tuy nhiên sau khi thực hiện cái việc mà tổ chức thi công xong thì các hộ gia đình mà còn có căn cứ, còn có cơ sở đề nghị với huyện và các cấp các ngành xem xét giải quyết thì ủy ban huyện và các cấp các ngành vẫn tiếp tục xem xét giải quyết theo đúng cái quy định pháp luật. Khi mà việc vận động, tuyên truyền không mang lại hiệu quả thì việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế và bảo vệ thi công là cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án. Dự kiến việc cưỡng chế và bảo vệ thi công sẽ được huyện Thái Thụy phối hợp với các ngành chức năng tổ chức muộn nhất vào ngày 27 tháng 9, 2016. Thưa quý vị và các bạn, ga được xem là mặt hàng thiết yếu trong đời sống sinh hoạt của mỗi gia đình. Tuy nhiên hiện nay, người tiêu dùng đang nơm nớp lo sợ trước tình trạng ga giả, ga không đảm bảo trên thị trường. Vậy vấn đề này như thế nào? Biên tập viên Cao Biên sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề này. Xin mời anh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, kinh doanh ga luôn được xem là ngành có doanh thu cao bởi tốc độ tiêu thụ luôn ở mức rất lớn. Tại tỉnh Thái Bình, thị trường kinh doanh ga phát triển rất sôi động, nhưng kéo theo đó là nhiều vấn đề đáng báo động và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước hết thì mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin sau.
kinh doanh ga là loại hình kinh doanh có điều kiện. Thế nhưng hiện nay các quy định về quản lý xử phạt vi phạm trong kinh doanh mặt hàng này còn lỏng lẻo, khiến tình trạng chiếm giữ vỏ ga, chai có ga trái phép và mua bán tràn lan các loại bình ga cho những đại lý cửa hàng không có chứng từ hợp đồng và không đủ các điều kiện kinh doanh ga đang tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho người tiêu dùng. Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn đưa các mặt hàng ga giả kém chất lượng len lỏi vào những ngõ ngách nhỏ trong từng khu dân cư, khiến việc kiểm soát và xử lý của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích sức khỏe của người tiêu dùng và uy tín của những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ga chân chính. Vâng, đúng là tình trạng sang chiết ga trái phép, nhái các thương hiệu nổi tiếng, kinh doanh ga giả kém chất lượng đều bắt nguồn từ lợi nhuận rất lớn. Bên cạnh đó, những kẽ hở từ cơ chế, chính sách cũng là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến thị trường ga tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Để hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề này, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Vừa qua, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng quản lý thị trường huyện Thái Thụy đã bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi bán ga giả tại thị trấn Diêm Điền. Đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường huyện Thái Thụy đã xác định toàn bộ 30 bình ga đều là ga giả, nhái nhãn hiệu của các hãng ga nổi tiếng. Thì đội đã tổ chức là tịch thu cái lô hàng đó và tổ chức cho anh em triển khai tuyên truyền cho các đối tượng. Ngoài ra thì đội còn chủ động liên hệ với một số những cái các doanh nghiệp ấy, mà chủ sở hữu hãng ga để hướng dẫn cách phân biệt và tuyên truyền cho cái người bán hàng để người bán hàng nắm được. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ kinh doanh ga giả nhái kém chất lượng trên thị trường. Thủ đoạn mà các đối tượng này thường hay sử dụng đó là sử dụng bình ga của các hãng khác, sau đó cắt thay tai sách trên bình ga, sơn hoặc mài bỏ chữ và logo của công ty. Điều này khiến cho vỏ bình bị mài mòn, giảm khả năng chịu áp lực, có thể gây cháy nổ nguy hiểm và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cho người sử dụng. Tinh vi hơn là các đối tượng thu gom vỏ bình ga chính hãng ngoài thị trường, sau đó sang chiết ga trái phép vào các bình của công ty có tên tuổi, rồi bán ra thị trường với giá rẻ hơn để ăn chênh lệch. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích và uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh ga chân chính. Những đơn vị mà làm ga giả, mà ga nhãi nhăn mác ấy, của cái đơn vị đấy, thì thứ nhất là họ không đầu tư ban đầu về cái số lượng vỏ và giá trị của đầu tư ban đầu rất lớn. Thì họ đã lạm dụng trên cái vỏ bình của người ta và họ chiết nạp trên cái thương hiệu của người ta và đưa vào một cái nhãn mác, đưa vào một cái nhãn mác giả mà không đúng với quy cách của người ta đã đăng ký với cơ quan chức năng. Đấy là một cái khoản mà nhà nước không thể thu hồi được. Cái khó trong xử lý ga giả kém chất lượng hiện nay đó là việc quản lý bình ga trên thị trường chưa chặt chẽ nên các đối tượng dễ dàng thu gom được rồi sau đó sang chiết ga trái phép tung ra thị trường. Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng tâm lý ham rẻ của người dân để kinh doanh sang chiết ga trái phép, bởi với những bình ga giả trên thị trường sẽ có giá bán rẻ hơn rất nhiều so với các bình ga thật chất lượng. Giữa cái ga rẻ với ga kém chất lượng thì nó chạy nhau mất 30-40 nghìn cơ. Thế nên là bà con tiêu dùng là rất thiệt thòi. Thì cũng mong các cơ quan vào cuộc kịp thời để ngăn chặn lại những cái ga kém chất lượng. Tình trạng làm giả vỏ bình, chiết ga lậu không chỉ dẫn đến thị trường ga bị rối loạn mà còn gây ảnh hưởng rất lớn đến người tiêu dùng vì trọng lượng ga thiếu hụt, độ an toàn kém, nhất là rất dễ gây ra cháy nổ, thiệt hại cho nhiều người. Tuy nhiên hầu hết các vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý thời gian qua mới chỉ dừng lại ở mức phạt hành chính. Điều này không đủ nghiêm để tạo sức răn đe cho các đối tượng. Bởi vậy bên cạnh việc tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng ga giả nhái trên thị trường, rất cần sự nghiêm khắc hơn nữa trong xử lý vi phạm để lập lại trật tự trong kinh doanh mặt hàng ga trên thị trường. Vâng, rõ ràng là bên cạnh nỗ lực từ các ngành chức năng thì mỗi người dân nếu phát hiện các hành vi kinh doanh nhái vỏ bình ga sang chiết ga lậu trái phép cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý vi phạm. Đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được tạm dừng. Đến đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc trang fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.